Chiều cùng ngày, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đã đến thăm tặng quà các gia đình và thắp hương tưởng nhớ các đồng chí Trần Thận, nguyên Bí thư Đặc ủy Quảng Trà, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Đà Nẵng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra Nhà nước, đồng chí Hồ Ginh, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Khu ủy Nam, Bí thư Đặc ủy Quảng Trà, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Đà Nẵng và đồng chí Hoàng Minh Thắng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Đà Nẵng, Bộ trưởng Bộ Nội thương, Bộ trưởng Bộ Thương mại, nay là Bộ Công thương. Thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ân cần thăm hỏi các gia đình, mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là gương sáng cho con cháu học tập noi theo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng thành phố Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp.